Ở Trung Quốc, họ khuyên nhau rằng nếu đang là trụ cột của gia đình thì mỗi ngày nên dùng một cốc trà này. Đây là cốc trà chứa đầy đủ các chất cần thiết cho sức khỏe nam giới, đặc biệt là mấy anh ham vận động và hay rạo rực. Trong đồng trùng chứa một lượng kẽm lớn kèm quercetin giúp kích thích cơ thể sản sinh testosterone tự nhiên, một loại dưỡng chất cần thiết cho việc sản xuất tủy sống của nam giới. Thêm 17 loại axit amin tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất của tế bào, tăng cường sinh lực, phục hồi sinh khí. Ngoài đông trùng, kết hợp thêm 3 thảo mộc quý gồm long nhãn, táo đỏ, kỵ tử giúp tái tạo nguồn năng lượng dồi dào. Sắt, kali, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong táo đỏ, long nhãn hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, hệ miễn dịch, từ đó sự dẻo dai và sức bền của các anh dần được cải thiện. Ngoài ra, vitamin A từ kỵ tử còn giúp tăng cường thị lực, an thần, giảm căng thẳng, giúp cơ thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Sự kết hợp của các loại thảo mộc này giúp tăng phục hồi tinh chất tủy, cải thiện chất lượng cũng như số lượng tinh binh, cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe nam giới. Vậy nên, hãy tạo thói quen uống trà đông trùng mỗi ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh, sức khỏe được nâng cao. Đã là trụ cột gia đình, suy cái gì thì dưỡng cái đó từ hôm nay các anh nha. Này không phải là thuốc và cũng không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh đâu nha.